Vào lúc 7 giờ sáng nay 24 tháng 3 tại ngành hàng vải, khu A chợ Đà Lạt đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên do làm tốt công tác chữa cháy, vụ cháy đã được dập tắt kịp thời, không gây cháy lan và cháy lớn. Theo các tiểu thương đang kinh doanh tại khu A cho biết, trong lúc đang dọn hàng, phát hiện khói bốc lên tại quầy 78 và 79. Mọi người thông báo ban quản lý chợ và cùng tham gia chữa cháy. Lúc này, ông Huỳnh Ngọc Nhật, chủ quầy đang đưa hàng hóa ra chợ, cùng ban quản lý và đội phòng cháy chữa cháy chợ. Ông Nhật đã leo lên nóc kiosk, phá bỏ trần và dùng bình xịt CO2 để chữa cháy. Sau khi phá cửa, đội phòng cháy chữa cháy chợ đã tiếp cận đám cháy và cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 xử lý kịp thời, khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu vẫn đang được ngành chức năng làm rõ. Đang trong thời điểm mùa khô, các hộ gia đình, hộ kinh doanh và ban quản lý các chợ cần cẩn thận xem xét việc sử dụng điện, các chất dễ cháy, cẩn thận tắt các hệ thống điện và chú ý trong việc cấu nối hệ thống điện sinh hoạt trong gia đình và tại các quầy sạp, tuân thủ và tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Tại thời điểm phát hiện, chiếc xe bị cháy một phần ở đuôi xe, thùng xe. Những người dân địa phương cho biết có thể chiếc xe đã bị lao xuống vực và cháy trong đêm, bởi đến thời điểm phát hiện, hiện trường gần như đã không còn dấu hiệu của sức nóng. Người ta cũng không nhìn thấy dấu hiệu của